du lịch không đồng. Theo thống kê, công viên khảo cổ Angkor đón hơn 1,24 triệu du khách trong nửa đầu năm 2019, giảm 8,3% so với năm ngoái, khiến doanh thu từ vé bán cũng sụt giảm 9,3%. Bộ du lịch Campuchia đổ lỗi một phần cho các tour du lịch không đồng. Trong số này, chiếm phần lớn là du khách Trung Quốc vào khoảng 540.000 khách, tiếp đến là Mỹ với 90.000 và Hàn Quốc là 80.600. Tuy nhiên, tổng lượng du khách Trung Quốc đến Campuchia trong 5 tháng đầu năm lại tiếp tục tăng đến 40% lên hơn 1,1 triệu khách và chiếm đến 38% tổng số du khách đến vương quốc này. Theo thống kê của Bộ Du lịch Campuchia, Bộ trưởng Khon chỉ trích những công ty tổ chức du lịch không đồng khá phổ biến tại Campuchia trong gần một thập kỷ qua, chưa rõ tác động từ động thái của Bộ Du lịch Campuchia. Tuy nhiên nhiều nước Đông Nam Á cũng đã mạnh tay với hình thức du lịch không đồng. Năm 2016, khi chính quyền Thái Lan xóa sổ hình thức du lịch này, dù gây thiệt hại ước tính lên đến 2 tỷ đô la Mỹ với lượng du khách Trung Quốc đến Thái Lan trong quý cuối năm 2016 giảm mạnh 12%.